Ok, hello mọi người, và như các bạn có thể thấy ở đây là mình đang có 4 đôi Jordan. Và ngày hôm qua thì mình có post lên story của Instagram là mình nên mua đôi Jordan lâu nào. Thì có một số bạn, thực ra là khá là nhiều bạn bảo mình là mua tất cả đi, nhưng mà kinh tế của mình không cho phép. Cho nên là mình đã mua 4 đôi ở đây, 4 đôi là 4 đôi mình thích nhất. Và mình sẽ tạm thời để 3 cái đôi này sang bên này để một lát nữa thì mình sẽ unboxing nốt. Đây trước mặt các bạn, đây là đôi Jordan 1 bản lâu. Các bạn có thể thấy ở đây luôn là bản lâu thì là cái bóc hộp của nó sẽ là màu đen, và cái thác này của nó là màu vàng này, trông rất là sang chảnh, trông nó cứ chất chất của gì này, nó cứ ngại nghệ hơn là cái đôi hộp Nike Jordan bản 2 kia. Đây mình có đây, sẵn đây mình có, mình show cho mọi người luôn. Và đây là đôi Jordan bản 2, các bạn có thể thấy không, là cái hộp nhìn nó không được chất lượng lắm. Cái đôi này mình thấy là chất, trông chất hơn. Thì hộp được thiết kế rất là đơn giản thôi, một cái màu đen huyền bí, một cái màu đen tinh túy, khá là nghệ. Sâu cho các bạn xem luôn là cái đôi giày đầu tiên này là đôi giày gì. Mình đọc ở đây là đôi ok, đôi Gym Red. Không có quá là nhiều phụ kiện, chỉ có giày gói, và đây là tag của Head Factory. Thì đây là một trong những cái địa chỉ mà mình mới mua Jordan gần đây thôi, bởi vì là ở đây thường thì sẽ có những cái đôi Jordan mà nó có sẵn và hợp lý hơn, là cái giá nó cũng khá là tốt và rất là hay ở cái chỗ là nó có size của mình. Size của mình là size 9,5, size 10. Cho nên là khi mà tìm mua giày ấy, thực sự rất là khó, mà toàn phải order, mà cái đôi này mà nó có sẵn thì chắc chắn là tội gì mà mình không cop. Thì trước mặt các bạn đây, đó chính là đôi Nike Jordan 1 bản lâu. Màu là màu đỏ và trắng, nó có tên là Gym Red. Đây là phần bên cạnh của nó này, phần upper, phần lưỡi gà, và phần đằng sau thì có cái logo của Air Jordan. Mình nhớ không nhầm ấy, là mình đã nói ở cái video mà mình mua Jordan là mình khuyên các bạn không nên mua mấy cái đôi Jordan cổ thấp hoặc là mid, chỉ nên mua bản 2 thôi. Nhưng mà sorry các bạn, là ở cái thời điểm đấy thì có thể là vài tuần trước mình chưa thực sự đam mê Jordan cho lắm. Mình kể cho các bạn là tại sao mình lại mua cái đôi này. Là một cái hôm mà mình đi uống cà phê với các bạn, thì mình thấy là có một người đi cái đôi Gym Red này, và đi một cái tất Supreme, nó cao cao lên một chút như này. Oh my god, nhìn cực kỳ là đẹp. Nhìn cái bộ office nó khá là đơn giản, nhưng mà nó lại có một cái gì đấy nổi cái đôi giày này, cùng với cả cái dòng chữ Supreme của cái đôi tất của Supreme trên phần lưỡi gà của nó ấy. Cái biểu tượng này nó là cái biểu tượng của Jumpman 23. Ở mặt sau này thì sẽ có chữ Air Jordan được thêu hoàn toàn bằng là chỉ. Phối màu của nó các bạn thấy nhá, là cái phần đế của nó sẽ hoàn toàn là bằng màu đỏ. Phần midsole này sẽ là màu trắng. Nói chung là cái thiết kế của nó sẽ cứ là màu trắng và màu đỏ, nó hòa lẫn với nhau, nó không có một cái cố định nào cả. Thì bên trong này là cái tag size của sản phẩm. Thì đây là một cái đôi giày Nike Jordan 1 lâu đầu tiên mà mình thích cái đôi giày này. Về cái lịch sử của đôi giày này thì mình hỏi qua thì nó không có quá là nhiều lịch sử về cái đôi giày Nike Jordan bản lâu này. Cho nên là mình sẽ tạm thời để đôi này sang một bên để còn unboxing thêm những cái đôi tiếp theo. Ok, và về cái đôi giày trắng này, các bạn có thể thấy luôn cái đặc điểm lớn nhất ở khác ở trên cái đôi giày này, đó là cái bóc của nó màu trắng, còn đâu bóc của đôi giày này màu đen. Hai cái đôi giày nó khác nhau chỉ mỗi cái màu bóc thôi. Nó là một cái đôi Jordan 1 UNC, cái màu của nó là màu xanh nước biển. Để mình mở cho các bạn xem. Ok, đây là giày gói của sản phẩm. Mở ra bên trong một đôi giày, mình sẽ lấy nó ra luôn. Oh my god, rất là đẹp. Đẹp hơn những gì mình thấy ở trên mạng. Trước mặt mọi người đây, đó chính là đôi Nike Jordan 1 Low UNC. Không hiểu là tại sao là mình cứ thích mấy cái màu kiểu màu xanh nước biển, hoặc là mấy cái màu pastel ấy, màu phấn. Bởi vì là những cái màu xanh nước biển này mình thấy nó khá là kiểu yên bình, nó khá kiểu là nó cái kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng kiểu đấy. Và về cái thiết kế của đôi giày này thì nó lại giống hoàn toàn đôi giày này, nó không có cái gì đặc sắc cả, nó chỉ khác đúng màu. Mà nó giá, nếu như mình không nhầm là cái giá retail nó đã cao hơn rồi thì phải, là ở cái phần này của nó này, cái phần lót này bên trong nó làm bằng một cái chất liệu vải bóng, còn ở cái đôi giày này thì nó lại làm ra một cái chất liệu vải nó không được bóng. Và chính vì cái phần này bóng cho nên là đi tất vào, sỏ vào tất vào sẽ rất là dễ,
Bên trong này sẽ có một cái giữ form dày thôi, không có gì cả. Cái đôi này lúc đầu thực ra mình ra đấy mình không định mua đâu, bởi vì là nó không có size của mình, nó là size 9 nhưng mà lại size 9 của nữ, nó sẽ tương đương với khoảng tầm nếu như mình mà đi size của nữ thì mình phải đi size 11 thì nó mới vừa. Thì đôi này mình thấy nó khoảng tầm rơi vào khoảng tầm size 40 của nữ. Mình mua về chắc là một vài ngày nữa thì mình sẽ update lên hội, hoặc là mình sẽ để trưng, hoặc là mình để làm gì đó thì sẽ tính sau. Và về cái thiết kế của đôi này thì các bạn có thể thấy là ở phần đế của nó là tương đồng như cái đôi kia thôi, là phần đế của nó sẽ là màu xanh baby blue, phần midsole là màu trắng, phần upper là màu trắng pha với màu xanh, nói chung là nó cứ xen kẽ nhau. Và mình có thiết kế riêng một cái áo mà mình chỉ mặc với cả đôi Oxygen và đôi UNC này thôi. Và có lẽ là nó không có quá là nhiều những cái đặc sắc. Mình sẽ tạm thời để đôi này sang một bên để có unboxing thêm hai đôi giày nữa. Và một lần nữa, đây chính là đôi Jordan 1 Low. Và về thiết kế thì nó cũng như vậy thôi, mình không nói quá về nhiều về thiết kế nữa, mình sẽ mở nó ra luôn. Đây là một đôi Jordan 1 Low có một cái tag sản phẩm của S Factory. Đây là đôi Pie Green, một cái đôi màu xanh là cây, một cái đôi màu xanh là cây kiểu phúc. Không hiểu sao lại không có cái giày gói của không biết là cái giày gói của Jumpman 23 đã đi đâu mất rồi. Ok, trước mặt các bạn đây đó chính là một đôi Jordan màu xanh này, xanh led luôn, xanh là cây. Và cái điều mà tại sao mình lại cóp đôi này ấy, là cái phần da này của nó làm khác hoàn toàn so với những cái đôi Jordan Low kia mà mình vừa mở hộp cho mọi người xem. Không biết là các bạn có thể nhìn thấy không, đây có một chút đằng đây này, các bạn có thể nhìn thấy được phần da này của nó là bóng, còn như là cái đôi giày màu đỏ này, cái phần da này của nó là da sần, cái phần da này của nó là da sần, còn ở cái đôi Pie Green này là cái phần này của nó là da bóng. Thì cái điều da bóng này nó lại làm cho mình đi nó có một chút gì đấy nó sang chảnh hơn. Và cái đôi này màu hơi nổi cho nên là mình nghĩ là cũng khá là khó để có thể mặc outfit. Nhưng mà mình crop đôi này bởi vì là cái phần da này của nó bóng này, và thứ hai là trong tủ đồ của mình chưa có cái màu xanh là cây nào cho nên là mình đã crop đôi này. Ngoài ra thì có một đôi Pie Green bản 2, bản cao cổ ấy, thì cái đôi đấy mình cũng khá là thích. Nhưng mà mình lại ở đấy là không có size của mình cho nên mình đã không cóp nó, mình đã mua cái đôi giày này. Cái đôi giày này nó bao gồm là 3 phối màu, màu trắng, màu xanh, màu đen của Scoot, và cái logo đằng sau cũng là màu đen luôn. Và theo như mình đánh giá thì đây là một cái phối màu mà nó cũng gọi là đẹp, nó cũng khá là đẹp với cả mắt của mình. Nếu như mà cái phần Scoot này của nó mà làm bằng màu xanh này thì chắc chắn là nó sẽ không đẹp, mà rất là khôn khéo ở chỗ là phần này để màu đen và cái logo Jumpman này cũng để màu đen luôn. Nó thực sự là một cái sự thiết kế, cái phối màu nó rất là tinh tế. Khi mà đôi này mà đi lên chân, nó thực sự nó khá là buồn cười. Nó hơi nổi một chút bởi vì là trước giờ mình chưa có đôi nào mà màu xanh là cây kiểu như này cả. Màu đỏ thì mình thấy là gặp khá là nhiều đôi giày rồi, còn màu xanh là cây này thì lần đầu tiên mình gặp cái đôi giày mà chỉ có màu xanh là cây như này đấy. Ở những đôi giày kia ấy, là cái phần logo Jordan này của nó sẽ thường là sẽ phù hợp với cả cái màu của cái đôi giày này. Còn cái đôi Pie Green này là cái phần Jordan của nó lại phù hợp với cả cái phần Scoot luôn, cho nên là nó sẽ khá là đẹp. Mình nghĩ là một vài ngày nữa mình sẽ đi thay cái dây này bằng cái dây màu đen thì chắc chắn là nó sẽ rất là perfect của cái đôi Pie Green này luôn. Mình sẽ mở nó ra luôn. Ok. Trong này có một cái bill, và đây là một cái bill tổng hợp mà mình mua tổng cộng là 4 đôi giày. Các bạn có thể thấy ở đây là số tiền là hết 17.550.000. Và đây là một con số mà có thể gọi là lớn. Thì mình mua đôi Jordan màu đỏ này có giá là 3.650.000. Đôi Pie Green này là 3.950.000. Cái đôi màu tím này cũng là 3.950.000 luôn. Cái đôi đắt nhất đó chính là cái đôi UNC, cái đôi màu xanh nước biển này. Đúng là nó đắt hơn thật bởi vì là nó đẹp. Mình thấy đôi này đẹp nhất trong tất cả những cái đôi mà mình từng mua. À, có đôi Gym Red nữa, cũng là một cái đôi giày mà mình thấy là khá là đẹp trong những cái đôi mà mình từng mua. Đây các bạn có thể thấy không? Đây là một cái đôi giày màu tím, một cái màu nó khá là hot. Ok. Trước mặt các bạn đây đó chính là đôi Jordan 1 Low. Màu này là màu Cow Purple. Cái màu tím, màu đen, màu trắng nó pha lẫn lại với nhau nhìn trông khá là đẹp. Về tại sao mình đã mua cái đôi giày này cũng là vì một cái lý do là trong tủ đồ mình chưa có cái màu colorway là như này. Cho nên là cố gắng sắp tới mình sẽ cố gắng là mặc những cái bộ mà có những cái colorway nó lạ lạ một chút. Thì về cái thiết kế của đôi giày này thì các bạn có thể thấy là ở những cái đôi giày Jordan 1 khác là cái phần này của nó sẽ là làm bằng màu trắng, đa phần là toàn màu trắng. Còn riêng ở cái chỗ đôi giày này thì nó lại
là một cái màu là màu đen. Thì cái tag này chữ Nhật, chắc là cái đôi này được pick up tại Nhật rồi. Đây một cái tag có ghi cái chữ Nhật. Về cái đánh giá của mình thì với đôi giày này thì mình thấy là nó khá là đẹp. Thực ra là những cái đôi giày mình mua ấy thì đều đẹp thì mình mới mua. Nhưng mà có một điều mà mình hơi tiếc một chút là cái phần đằng sau là nó, phần logo Air Jordan này. Đây phần này, nó mà được đổi thành màu đen như ở đây thì chắc có lẽ đôi này nó sẽ giá nó sẽ khác hơn là so với cái logo mà Air Jordan được thêu màu tím, hoặc là cái logo này thêu bằng màu trắng như cái phần Scoot này thì nó thực sự là hoàn hảo. Thì cái màu tím này thì nó cũng khá là thủy chung mà, bởi vì là mình là một con người thủy chung, cho nên là cái màu tím này thì chắc chắn là mình không thể bỏ qua rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay video cho mọi người để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về cái vẻ đẹp của bốn đôi giày này. Mình thấy là nó khá là hài lòng với cả mình. Và thực sự thì lúc đầu mình có hơi sai một chút là mình không có thấy mấy cái đôi Jordan này đẹp, nhưng mà cho đến khi các bạn gặp một người đi ấy, hoặc là các bạn thực sự nhìn tận mắt thì nó lại là một cái đánh giá khá là khác về những cái đôi Jordan bản lâu này. Không biết là các bạn có giống mình không, nhưng mà thời gian đầu mình thực sự là không có thiện cảm về với tất cả những cái đôi Jordan luôn. Từ bản 2, bản lâu, bản mid, tất cả các bản mình đều không có thiện cảm. Mình thấy ID Jordan thì đều gọi là nó không được đẹp, và mình luôn luôn chạy theo những cái đôi như là đôi Easy, đôi Paranoid hoặc là mấy cái đôi giày khác. Mình khá là chạy theo mấy cái đôi giày đấy, nhưng mà mình lại quên lãng một cái siêu phẩm, đó chính là những đôi Jordan. Ở những đôi Jordan này, thực ra là ngày xưa ấy mình cũng có đi những đôi Jordan này rồi, nhưng mà mình đi mấy cái đôi Jordan này để tập bóng rổ. Chắc chắn bây giờ mình sẽ lấy những cái đôi giày này ra để mình đi thời trang, mình đi đường phố bình thường luôn. Và ở cái video trước thì mình có show cho mọi người là cái cách mà mình kiếm tiền, thì mình đã nhận được tiền rồi và mình đã lấy chính cái tiền đấy mình đi mua 4 cái đôi giày này luôn. Mình thêm một chút tiền vào mình mua 4 cái đôi giày này. Và có lẽ là cái video này chỉ đến đây thôi, bởi vì là nó không có quá là nhiều cái tiểu sử với những cái đôi giày Jordan lâu này để mà chia sẻ với cả mọi người cả. Và nếu như mọi người có biết thêm thông tin gì về những đôi giày này thì hãy comment ở bên phía dưới để cho mình biết. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe ở bên phía dưới. Và nhớ là đừng quên bấm vào cái nút chuông ở bên cạnh nút subscribe để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace!